Homestay Hòn Sơn mang đến cho du khách điểm dừng chân lý thú với nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Hãy cùng chúng tôi bỏ túi những địa chỉ đẹp nhất và ấn tượng nhất cho chuyến đi của mình. Homestay Big Hòn Sơn. Trong các Hòn Sơn Homestay thì Homestay Big là một địa điểm nổi tiếng và thu hút khá nhiều du khách tới trải nghiệm. Ấn tượng đầu tiên của du khách khi tới đây là không gian rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Khác với những homestay khác, nơi đây mang đến cho du khách những phòng ngủ có kích thước rộng, thoải mái, tiện nghi và đầy đủ. Bạn còn có thể có những bữa ăn siêu chất lượng hay thoải mái tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ trong khoảng sân rộng của homestay. Chắc chắn rằng bạn khó có thể tìm được cho mình homestay đẹp và rộng như này tại những điểm du lịch khác. Đọc thêm, mách bạn kinh nghiệm đi Vinpearl Safari Phú Quốc từ A đến Z. Homestay Rái Cá Hòn Sơn. Homestay ở Hòn Sơn này sở hữu một vị trí đắc địa với hệ thống phòng gồm lều và phòng dorm, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn. Với không gian độc đáo và đầy tiện nghi sẽ mang đến cho du khách những sự thoải mái nhất để có một chuyến đi thư giãn và thoải mái nhất. Đọc thêm, top 20 homestay Mai Châu đẹp siêu thực giữa thung lũng. Du khách còn có thêm nhiều trải nghiệm cắm trại hay tham gia những bữa tiệc BBQ nho nhỏ ngay tại khuôn viên của nơi đây. Khuôn viên nhiều cây xanh và được bài trí đẹp, tinh tế sẽ mang đến một không gian chất lượng cho chuyến đi của bạn. L. Amin Logger Homestay Hòn Sơn. Là homestay Hòn Sơn view biển và nổi tiếng bởi sự độc lạ của mình, homestay này gây ấn tượng với mọi du khách ngay khi nhìn thấy. Bạn sẽ ngỡ ngàng khi biết rằng mọi vật dụng bày trí trong homestay này đều do chủ nhà thiết kế. Bởi vậy homestay mang một vẻ đẹp riêng, cá tính, đặc biệt và không trùng lặp. Được đánh giá là một trong những homestay Hòn Sơn Kiên Giang thu hút đông đảo du khách nhất hiện nay, homestay này luôn trong tình trạng kín phòng nhất là vào mùa cao điểm. Chính vì vậy nếu muốn nghỉ ngơi tại đây bạn nên đặt phòng trước để có một không gian nghỉ ngơi đẹp. Với hệ thống phòng ngủ đẹp, view biển, thoáng mát cùng giá cả phải chăng, bạn sẽ có một điểm dừng chân đầy hấp dẫn. Homestay Bãi Bàng Hòn Sơn. Là một homestay bãi đá Hòn Sơn khá ấn tượng với phong cách decor độc đáo, tinh tế và trẻ trung, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một điểm dừng chân đầy lý thú. Nhiều kinh nghiệm trong việc phục vụ du khách tới tham quan Hòn Sơn. Homestay này có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, lịch sự và thân thiện, đi kèm với đó là chủ homestay mến khách và vui tính. Đọc thêm, top 20 homestay Phan Thiết siêu chất, siêu chiêu. Khi lựa chọn homestay này chắc chắn bạn sẽ có một chuyến đi hài lòng và có những kỷ niệm đáng nhớ. Đọc thêm, top 10 nhà nghỉ Nam Du chất lượng dịch vụ tốt nhất hiện nay. Homestay Sake Hòn Sơn. Nhắc đến các homestay Hòn Sơn giá rẻ thì không thể không nhắc đến Sake. Đây là một trong những homestay được nhiều du khách phản hồi tốt bởi sự nhiệt tình, thân thiện của chủ nhà. Với mức giá khá bình dân, ít có sự biến động nên du khách hoàn toàn có thể yên tâm khi chọn nơi đây làm điểm dừng chân. Bạn sẽ có một không gian nghỉ ngơi sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi và tận hưởng sự thân thiện của chủ nhà để có một chuyến đi đáng nhớ. Homestay Thanh Duyên Hòn Sơn. Là một homestay Hòn Sơn đẹp và được nhiều du khách lựa chọn. Bạn sẽ có những trải nghiệm hài lòng nhất khi tới đây. Không chỉ vậy, homestay còn sở hữu vị trí đắc địa và nằm gần nhiều địa điểm khác nên du khách có thể tham quan được nhiều địa điểm nổi tiếng trong chuyến đi của mình. Thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung và tinh tế, homestay phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu cùng mục đích sử dụng mà bạn có thể lựa chọn loại phòng phù hợp với mình. Bên cạnh đó, phòng bếp của homestay này còn được đánh giá cao bởi sự tiện nghi và ấm cúng. Bạn có thể nấu cho mình những món ăn đặc sản của nơi đây hoặc chiêu đãi bạn bè, người thân để thể hiện tay nghề siêu đẳng của mình. Đọc thêm, review Lotus Home Phú Quốc, vẻ đẹp mê ly giữa biển khơi. Đọc thêm, review Vinwonder Phú Quốc, tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng đẳng cấp. Bất homestay Hòn Sơn. Bên cạnh Hala Homestay Hòn Sơn thì Bắc Homestay cũng là homestay hot nhất nhì tại nơi đây. Khi đứng tại bất kỳ vị trí nào của Bắc Homestay, bạn đều có được những góc check-in siêu ảo và chất lượng.
Dù chỉ là một tay máy nghiệp dư thì chắc chắn rằng bạn cũng sẽ chụp cháy máy và sở hữu cho mình những bức ảnh triệu like. Sự tinh tế trong bài trí, xen chút nghệ thuật trong decor không gian khiến khung cảnh nơi đây càng trở nên độc đáo và ấn tượng. Bạn sẽ có một không gian nghỉ ngơi như ý, đầy đủ tiện nghi. Không chỉ vậy, homestay này còn cung nhiều dịch vụ khác nhau đi kèm với nhiều tour tham quan dành cho du khách, giúp du khách có được chuyến đi trọn vẹn hơn. Không quá khó để tìm một homestay Hòn Sơn, nhưng chọn cho mình một nơi có view đẹp, giá ổn không phải là dễ dàng. Đừng quên thử book phòng và trải nghiệm những homestay được chúng tôi giới thiệu để có những trải nghiệm tuyệt vời bạn nhé.